Và chúng ta cần bảo toàn cái tỷ số này, và nếu ghi thêm bàn được thì rất là tốt. Vâng, xem ra cái bảo toàn sẽ là cái từ khóa của hiệp đấu đầu tiên và của cả hiệp đấu thứ hai nữa. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Đây lại là một cái thế trận mà rất là phù hợp với những con người mà chúng ta đang có ở trên băng ghế dự bị ở trận đấu ngày hôm nay, đặc biệt là khi mà chúng ta đã bị bào mòn về thể lực và cũng đã phải đối mặt với không ít những khó khăn trước một U23 Thái Lan cũng nhanh nhẹn đấy, cũng mạnh mẽ đấy, và cũng cũng rất là hay đấy ở trong hiệp đấu đầu tiên. Vâng, và hiệp 2 chúng ta có lẽ sẽ nhắc nhiều tới thủ môn và các cầu thủ phòng ngự, phải không anh Việt Khuê? Tuấn Hưng có hiệp 1 cũng chơi rất là tốt, một tình huống chạm cột thì đội bạn dứt điểm khó rồi, nhưng các tình huống khác thì chơi rất là chắc chắn và phát động tấn công từ sân nhà lên cho các cầu thủ phòng ngự thì cũng rất là tự tin. Trước khi sang Campuchia thì có lẽ là Tuấn Hưng, thủ thành số 3, tôi nghĩ rằng là cũng không hình dung được là mình lại có vai trò lớn như vậy. Thủ thành số 3 nhưng lại là một trong những người được chơi nhiều nhất của U23 Việt Nam ở giải đấu này, hơn 120 phút ở trận đấu trước, và tiếp tục là bắt chính trong trận chung kết ngày hôm nay. Trong hiệp thi đấu thứ hai thì như chúng ta đã phân tích rằng là trên băng ghế dự bị của đội tuyển U23 Việt Nam thì ngoài thủ thành Liêm Điều dự bị ra thì có 5 cầu thủ đều là các hậu vệ và các tiền vệ, cho nên là việc bổ sung thay thế để gia cố hàng phòng ngự cũng như là tăng cường cái sự chắc chắn ở tuyến giữa đối với huấn luyện viên Đinh Thế Nam có lẽ là cũng nhẹ nhàng hơn so với việc nếu buộc phải thay tiền đạo, thì có lẽ là Võ Nguyên Hoàng sẽ vẫn là người đá cắm thôi. Còn nếu trong trường hợp cần thiết thì có thể là bổ sung thêm tiền vệ và rút Nguyên Hoàng ra nếu mà trong trường hợp cần thiết, còn nếu không thì mọi thứ tôi nghĩ rằng là vẫn có thể vận hành trơn tru. Trường hợp của Quang Thịnh cũng có thể là cân nhắc, bởi vì là Quang Thịnh cũng đã chơi rất là tốt trong trận đấu trước, hiệp 1 đã được nghỉ ngơi rồi, hiệp 2 cũng có thể sẽ được huấn luyện viên Đinh Thế Nam sử dụng. Và bây giờ thì chúng ta đang thấy rằng mọi thứ nó đang khá là thuận lợi với U23 Việt Nam, và hy vọng rằng kết quả sẽ vẫn tích cực trong hiệp thi đấu thứ hai. Vâng, và trong trước khi hiệp đấu đầu tiên diễn ra thì tôi đã hỏi dự đoán của ba vị khách mời, nhưng mà có lẽ là trước hiệp 2 thì không cần nữa, vì có biết tôi đoán dự đoán chung là cả ba đều mong muốn là trận đấu này sẽ kết thúc trong 90 phút và chúng ta bảo toàn được tỷ số này. Tất nhiên là ghi thêm bàn thì cũng rất là tốt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hướng tới hiệp 2 của trận chung kết giải U23 Đông Nam Á, nơi mà U23 Việt Nam đang có lợi thế một bàn ở trong hiệp 1, và chúng ta cùng hy vọng là thầy chó huấn luyện viên Đinh Thế Nam chơi tốt trong hiệp 2 và mang tới niềm vui trọn vẹn trong ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng trở lại với những tín hiệu từ Campuchia.